Đề bài này cho tam giác ABC có AB bằng 3 cm, AC bằng 4 cm, BC bằng 5 cm. Rồi AH là đường cao của tam giác ABC. Chứng minh tam giác này vuông tại đâu? Rồi bây giờ các bạn thấy này, đoán này, nếu chứng minh tam giác này vuông thì chắc chắn cái cạnh dài nhất là cạnh huyền. Vậy là nó sẽ vuông tại đâu? Vuông tại A đúng không? Vậy thì chúng ta phải vẽ cho đúng nha. Sẽ vẽ cái cạnh AB bằng 3 trước đi. Đo đúng 3 cm. Rồi nhớ dựng thước vuông góc lên. Đây. Rồi cạnh này bằng mấy cm? Cạnh AC của chúng ta là 4 cm. Vẽ đúng 4 nhé. Đấy, 4 cm. Rồi quay thước đối vuông. Vậy là mình được một cạnh 3, cạnh 4 thì chắc chắn cạnh kia nó sẽ là 5. Đây. Vậy là mình điền tên tam giác vào. Tam giác gì đây? A, B, C. Rồi đường cao AH, các bạn lưu ý cách vẽ đường cao này. Bạn vẽ làm sao á là phải vuông góc cái đường cao nhé, à vuông góc với cạnh, đặt thước làm sao trùng với cạnh. Em nhìn này, cái đầu vuông á, cái đầu vuông này phải trượt thước đi qua điểm A và đầu vuông này phải trùng với cạnh BC. Các bạn nhìn thấy ạ, đặt cho nó chuẩn nhé, các bạn nào đặt không được đặt sai đó. Rồi kéo lên. Nha. Về đây là đường cao AH này. Rồi bây giờ mình chứng minh câu A. Bây giờ câu A người ta chứng minh là người ta yêu cầu mình như sau, đó là chứng minh tam giác này vuông, đúng không? Vậy các em nhớ này, thường á chứng minh tam giác này vuông tức là mình chứng minh cái góc. Góc A này bao nhiêu độ? 90 độ đúng không? Tức là tôi đi chứng minh cái góc A là 90 độ. Vậy một trong những cách chứng minh hai đường thẳng vuông góc này, tức là chúng ta có khoảng 8 cách. Em thấy chỗ này này, hai đường thẳng nó cắt nhau và tạo ra góc 90 độ. Hai đường thẳng đó chứa hai tia vân giác của hai góc kề bù. Hai đường thẳng đó chứa hai cạnh của tam giác vuông. Đó, bây giờ là sử dụng từ song song xuyên vuông góc, sử dụng tính chất đường trung trực, sử dụng tính chất của trực tâm, sử dụng tính chất của đường vân giác, đường trung tuyến, đường với đáy và tam giác cân, đó là sử dụng tính chất của đấy. Còn công thức cách số 9 nha, là các bạn dùng định lý thì các em nhớ không? Đúng rồi, định lý Pythagore đảo. Pythagore. Đó là cách số 9 nhé, để dùng đó là định lý Pythagore đảo. Tức là định lý Pythagore đảo phát hiện như sau này. Tức là trong một tam giác các bạn em thấy này, bình phương của một cạnh mà tạo bằng tổng bình phương hai cạnh còn lại thì suy ra tam giác vuông. Vậy bây giờ đầu tiên mình phải chứng minh được cái bình phương của một cạnh đó. Bây giờ mình phải tính trước, tính cạnh nào trước đây? Và em có thấy cạnh nào dài nhất em tính trước, ok chưa? Là BC mũ mấy? Mũ 2 bằng bao nhiêu? 5 mũ 2 và bằng bao nhiêu đây? 25, tức là thằng này dài nhất mình đoán nó là cạnh huyền. Bây giờ mình tính AB mũ 2 cộng AC mũ 2. Mình tính tổng nó vào, mình lấy bao nhiêu bình? 3 bình cộng mấy bình? 4 bình và cũng bằng bao nhiêu luôn? 25. Từ hai yếu tố này mình suy ra là theo tính chất bắc cầu này, có vẻ AB bình cộng AC bình nó bằng cái gì các em? Bằng BC bình, vì cùng bằng bao nhiêu? Cùng bằng 25 đúng không? Vậy là em thấy được là qua đây mình có đẳng thức rồi. Bây giờ mình bắt đầu xét tam giác. Xét tam giác ABC đó có điều này, đó là AB bình cộng AC bình
thì bằng gì game? BC bình. Vậy là khẳng định được đúng không chưa? Đó, vậy thì chốt CD tam giác ABC vuông thể đâu? Vuông thể A. Vuông thể A. Tam giác này vuông thể A, mở ngoặc lý do. Lý do là gì các em? Đó, mình phải có lý do của nó nhé. Đây là mình sử dụng kiến thức gì? Đây là sử dụng kiến thức, đó là do định lý, nhờ định lý nào là các em? Định lý Pythagore nào? Đó, vì mình đã khẳng định được góc vuông rồi thì lát mình đã xài được góc vuông. Okay. Bây giờ để chứng minh hai tam giác đồng dạng á, đúng không? Bây giờ nó có cách thứ nhất là đối với tam giác gì đây? Tam giác thường. Tam giác thường thì đầu tiên có trường hợp là gì các em? Cách một là gì đây? Cạnh, cạnh và cạnh. Tức là người ta phát biểu như sau này: ba cạnh của tam giác này tỷ lệ với ba cạnh của tam giác kia thì hai tam giác này đồng dạng. Rồi cách này rất ít xài. Cách thứ hai, cách thứ hai là gì các em? Cạnh sau đến gì đây? Góc sau đến gì? Cạnh. Người ta phát biểu như sau này, đó là nếu hai cạnh của tam giác này tỷ lệ với hai cạnh của tam giác kia và đồng thời này cái cặp góc xen giữa hai cạnh này nó bằng nhau thì hai tam giác này đồng dạng. Cách thứ ba là cách làm nhiều nhất trong bài thi là các trường hợp gì đây? Góc gì? Góc góc, tức là mỗi một tam giác nó có hai cạnh. Đây. Mỗi một tam giác nhá. Nó có so sánh được hai cặp góc bằng nhau thì hai tam giác có đồng dạng. Đây là trường hợp đối với tam giác thường. Ok chưa? Rồi, còn bây giờ đối với tam giác vuông. Tam giác vuông. Tam giác vuông này, bọn em có những cách sau. Em ngoài ba trường hợp của tam giác thường ra thì mình có trường hợp sau: cạnh gì đây? Cạnh huyền. Cạnh huyền, cạnh góc vuông làm sao? Góc vuông tỷ lệ. Đó, cái trường hợp này. Tức là một cạnh gặp huyền, một cặp cạnh huyền và một cặp cạnh vuông tỷ lệ thì hai tam giác vuông thì làm sao em? Đồng dạng với nhau. Đó. Và chúng ta quan tâm mỗi trường hợp này thôi. Còn những cái trường hợp còn lại là giống như tam giác thường bình thường. Ok chưa? Bây giờ đầu tiên này. Ý đầu tiên của câu B, người ta chứng minh tam giác ABC đồng dạng với tam giác HBA. HBA là tam giác màu vàng. Còn ABC là tam giác lớn đúng không? Các bạn thấy này. Hai tam giác này đã đủ yếu tố khẳng định. Bây giờ mình sẽ xét tam giác luôn. Test tam giác ABC và nhé, chứ không phải đồng dạng đâu nhé em. Tam giác HBA. Ở yếu tố đầu tiên, các bạn thấy này. Đầu tiên là yếu tố gì? Kiếm một cặp góc bằng nhau thầy, góc nào? Góc BAC bằng góc BHA cùng bằng bao nhiêu độ? 90 độ. Một cặp. Cái thứ hai là góc gì chung? B chung. Được đủ hai yếu tố chưa? Rồi vậy thì được hai cặp góc này đã bằng nhau rồi thì xin chốt được tam giác ABC đồng dạng với tam giác HBA theo trường hợp góc góc. Đó. Vậy à, mình khẳng định được ngay điều đầu tiên. Đến cái tam giác tiếp theo này, tam giác ABC với HAC. Các bạn thấy này, HAC nhìn thấy không? HAC là tam giác màu xanh, còn ABC là tam giác lớn. Hai tam giác này cũng quá quen thuộc rồi. Xét tam giác ABC luôn. Và tam giác nào? HAC. Rồi liệt kê các yếu tố này. Mình thấy góc A bằng góc gì rồi? H bằng 90 độ, tức là BAC bằng góc AHC bằng bao nhiêu độ? 90 độ. Một yếu tố. Thứ hai góc gì chung? Góc C là góc chung. Đúng không? Và thì mình chốt được cái tam giác ABC sẽ đồng dạng với tam giác HAC theo trường hợp gì? Góc góc. Đó, xong rồi đấy. Đấy là câu B, hai ý. Câu C là yêu cầu tính AH. Bây giờ thêm một công dụng nữa của tính toán là nhờ tam giác đồng dạng cho các em. Bây giờ em sẽ chọn một cặp tam giác đồng dạng trong hai cặp này để em tính AH.
tức là cặp nào có đoạn AH là mình chọn, đồng ý chưa? Bây giờ mình sẽ chọn này, cặp đầu tiên đi nhá. Do tam giác ABC đồng dạng với tam giác nào? HB gì? BA. Rồi, mình đã chứng minh ở phía trên rồi. Bây giờ nhờ tam giác đồng dạng này các em. Đó là mình sẽ suy ra tỷ lệ. Bây giờ cách viết tỷ lệ này, để nói hoài cái này rồi. Mình đánh số 1, 2, 3, bên này 1, 2, 3, tức là nó tương ứng đỉnh nhau. Ví dụ mình chọn đỉnh 1, 2, tức là ghép thành một cạnh đó. Thì bên kia cũng phải chọn như vậy, nhớ không? Nhưng bây giờ mục tiêu của tôi chọn cái đoạn thẳng nào dính đến thằng nào các em. Chọn cái tỷ lệ nào mà dính thằng nào. Bây giờ thầy viết thử nhá. AB này thầy viết hết ra luôn. AB phần gì các em? HB này bằng AC phần gì? AC 13 bên kia cũng lấy 13. A gì? AH bằng BC phần gì các em? BA. Có đúng BC phần BA không? Ok chưa? Đây là mình khi mà mình hai tam giác đồng dạng mình suy ra được tỷ lệ, nhưng mà không phải mình chọn ba cặp luôn mà thầy sẽ xóa cặp này đi, thầy chỉ chọn hàng này thôi. Lý do thầy nó cần thầy đang tính đoạn AH mà thầy biết số đo ba cạnh của tam giác ABC rồi đó, thầy bỏ nó luôn. Hay số vào, hay số này suy ra AC bao nhiêu? AC để cho là mấy rồi? 4. Rồi B, AC là 4 đúng không? Còn AH bao nhiêu? AH là đang cần tính đúng không? Còn thằng BC bao nhiêu rồi? 5. Còn BA bằng mấy? 3. Vậy là lúc đó mình sẽ tính AH bằng là bao nhiêu đây? Lấy 4 nhân 3 chia cho mấy? Cho 5 và bằng bao nhiêu? Rồi 2,4 đơn vị, đó là cm nha. Bây giờ ý tiếp theo đó là chứng minh AH bình và HB nhân HC đúng không? Đây là dạng toán chứng minh gì? Chứng minh đẳng cấp. Bây giờ mình sẽ đưa lại phương pháp này. Dạng toán đó là chứng minh đẳng thức hình học. Đẳng thức hình học nha. Rồi, bây giờ thầy đưa ra các cách ưu tiên. Cách số 1 là chứng minh hai tam giác đồng dạng. Đồng dạng, nhớ đấy. Rồi, các bước này để các bạn nhớ cách chứng minh hai tam giác đồng dạng này. Hai tam giác đồng dạng em sẽ suy ra được, suy ra tỷ lệ sau đó nhân chéo suy ra tỷ lệ, từ đó suy ra đẳng thức, từ đó suy ra đẳng thức nhé. Rồi các bước làm như sau, các bạn nhớ này. Bước 1 làm gì? Bước 1 để làm sao để toán được tam giác đồng dạng này? Bước 1 là chúng ta viết gì các em? Viết từ đề bài. Từ đề bài đó chúng ta viết cái gì? Viết tỷ lệ thức. Lệ thức hay là tỷ lệ đó, tỷ số đó. Bước 2 là từ cái tỷ lệ đó mình đoán tam giác gì đây? Đoán tam giác đồng dạng. Từ đoán tam giác đồng dạng đó các em nhớ này, cách đoán như sau này. Một là mình đọc từ đâu? Đọc từ trái qua phải. Đọc từ trái qua phải. Qua phải. Hoặc đọc như nào? Hoặc từ trên làm sao? Trên xuống dưới. Rồi, bước 3 là mình phải chứng minh được tam giác đồng dạng. Chứng minh được tam giác đồng dạng. Đồng dạng. Ba bước này là mình làm nó nháp, còn cái bước 4 là chúng ta bắt đầu trình bày bài toán. Rồi, trình bày. Trình bày bài toán. Ba bước này này gọi là ba bước mình đây, trong đây mình gộp chung gọi là viết sơ đồ đấy. Đây. Cái này gọi là viết gì đây? Viết sơ đồ. Tìm cách giải. Đó. Đây cái bước này gọi là viết sơ đồ, mình tìm được cái cách giải cho các em. Làm sao mà mình được tìm cách giải của thằng này. Đó. Còn bước 4 nha, bước 4 là cái bước mà chúng ta trình bày. Bước trình bày là cái bước cuối cùng. Bây giờ mình sẽ làm lại. Bây giờ mình phải viết sơ đồ cho các em, viết sơ đồ tìm ra hướng giải. Rồi, viết ngược này, AH bình bằng gì? Cái bình bằng gì đây các em? Đây, AH bên này là viết thành là gì?
AH nhớ để chéo nhau. Còn bên này là HB, cái này là H gì? HC. Rồi sau đó mình viết này, đọc trong các đồng dạng này. Bây giờ các em thích chọn kiểu đọc nào? Từ trái qua phải hay là từ trên xuống dưới? Rồi mình đọc từ trái qua phải ha. Từ trái qua phải là đọc như thế này. Đó. Bây giờ này, mình đọc như sau. Mình đọc AH, bỏ chữ H ở đây đi. Thành chữ gì? Chữ C. Đó, bây giờ đọc. Tam giác đầu tiên là tam giác AHC. Đồng dạng với tam giác thứ hai. Rồi các em nhìn nhá, em nghe này, các em phải nhìn vô hình để viết cho đúng đỉnh. AHC là cái tam giác màu vàng, tam giác màu vàng này góc nào nhỏ nhất, góc nào lớn nhất? Vậy thì em đánh dấu này, đây là thằng lớn, đây là thằng nhỏ. Đó, lát nữa em phải xếp đúng thứ tự như vậy. Rồi tam giác tiếp theo AB gì đây? À, HAB đúng không? HAB là mình sẽ nhìn vô tam giác màu xanh, góc nào nhỏ nhất? Góc A nhỏ nhất thì góc A xếp ở đâu? Xếp cuối cùng. Tại vì cái góc C là góc nhỏ nhất, nó để cuối cùng. Rồi góc nào lớn nhất? Góc H. Còn lại là đỉnh gì? Đỉnh B. Viết không bao giờ sai được thứ tự. Nhớ chưa? Và bây giờ nhiệm vụ của tôi là kiếm hai góc bằng nhau. Ở bữa thì nó đem rồi. Rồi nhớ kỹ thuật phụ nhau nhé. H1 bằng H gì? H1 bằng H2 vì sao bằng nhau? Vì cùng bằng bao nhiêu độ? 90 độ, một cặp. Tiếp theo, em nhớ cái này không? A1 phụ A gì? A2, A2 phụ góc gì? Phụ A2 phụ góc B. Đúng không? Vậy thì A1 bằng góc gì? Góc B. Hoặc mình là A2 phụ A1, A1 này phụ gì? C. Vậy thì hai góc đó bằng nhau. À, bây giờ em chọn cặp nào cũng được. Vậy là A1 bằng gì các em? A1 bằng góc B vì cùng phụ góc nào? Cùng phụ góc A mấy? Cùng phụ A2. Vậy là xong. Đúng không? Bây giờ tùy bọn em lựa chọn như thế nào cũng được. Hoặc bây giờ này, có một cách này. Em thấy này, ở câu B á, hai tam giác này đồng dạng với nhau vì cùng đồng dạng với tam giác nào biết không? ABC. Xài luôn. Hiểu không? Nhưng mà có những bài đi thi nó lại không cho AB như vậy. Đúng chưa? Nên là mình cứ làm cái cách này để cho nó ngon. Có những bài nếu mà như vậy mà có bài nào nó cắt luôn cái câu nó đi thì mình xử lý như thế nào? Rồi bây giờ trình bày được chưa? Rồi xét tam giác thôi. Xét tam giác nào? AHC và tam giác nào đây? BHA. Rồi liệt kê các yếu tố bằng nhau. Thứ nhất, góc H1 bằng H2 bằng bao nhiêu độ? 90 độ, một cặp, ngon chưa? Cái thứ hai, góc A1 bằng góc gì? Góc B, lý do vì cùng phụ góc nào? Cùng phụ với góc gì đây? Cùng phụ với thằng A mấy? Cùng phụ thằng A2. Rồi chốt được chưa? Suy ra thằng nào đồng dạng với thằng nào? Suy ra tam giác AHC. AHC đồng dạng với tam giác nào? BHA. Theo trường hợp gì đây? Góc góc. Và hai tam giác đồng dạng biết rồi, suy ra tỷ lệ đó là AH phần gì? AH phần B gì đây? BH đúng không? Bằng với HC phần A gì? AH. Chọn cặp này thôi. Rồi nhân chéo đi. Nhân chéo là ra bao nhiêu? Rồi các em nhân chéo là ra kết quả thôi. Nhân chéo của tỷ thức. Vậy là suy ra AH bình phương bằng gì? Bằng HB nhân H gì? HC. Rồi kết thúc bài toán. Rồi qua bài này nhá, mình sẽ ôn được bài dạng này. Dạng thứ nhất là tính toán, dạng thứ hai chúng mình đã rất đồng dạng, dạng thứ ba là chúng mình đẳng thức. Bây giờ mình bổ sung kỹ năng tính toán vào đây. À, nhìn đi, tính toán thứ nhất vitamin gâu gì? Gâu gâu tính ý vitamin, tính chất đường trung tuyến trong tam giác vuông, sử dụng tính chất đường trung bình đó. Tụi mình tổng bốn góc của tứ giác. Bây giờ thêm cách gì nữa đây? Dùng cái gì? Cách số 6. Đó là dùng cái gì các em? Định lý gì để tính? Cái italet gì nữa? Tính chất đường gì đây?
các đường phân giác, hiểu không? Và đặc biệt hôm nay sử dụng cái gì? Tam giác là gì đây? Tam giác đồng dạng, đúng chưa? Tam giác đồng dạng. Hôm nay mình sử dụng tam giác đồng dạng để tính luôn. Đó, đây là cách mà chúng ta có cách à. Là cho tam giác ABC phương thể A, AB thì bằng 12 cm, AC bằng 16 cm, đường cao AH, chia phân giác của góc B cắt AH và AC tại M và N. Đường thẳng qua H song song với BN cắt AC tại Y. Rồi chứng minh bốn câu. Bây giờ bạn thấy là nếu mà mình vẽ 12 với 16 cm thì quá là dài, đúng không? Nên em lấy máy em bấm tỷ lệ này thì này. Lấy 12 chia cho 16 cho thầy. 12 chia 6 là bao nhiêu? 3 phần 4. Vậy thì em vẽ cho thầy một cạnh là 3, một cạnh là 4 nhá. Em chia tỷ lệ ra để em vẽ cho đúng, nhớ chưa? Chứ không vẽ một cạnh 12, một cạnh 16 thì quá lớn. Rồi tam giác ABC. A B C. Rồi tiếp theo. Đường cao AH, các bạn nhớ dựng vuông góc này nhé. Đường cao AH. Bây giờ thầy phóng nguyên bản này chia hai thôi, vì một cạnh là 6. Cái này 6 đi cho nó to. Cái này là bao nhiêu? 16 chia 2 được mấy? 8. Đó, vẽ tỷ lệ như vậy nhìn cho nó đẹp. Rồi, dựng đường cao AH vuông góc lên. Rồi đánh dấu vuông vào đây, điểm này điểm H nha. Và các bạn nhớ kẻ vuông góc, tức là chúng ta đánh dấu vuông góc vào. Ok chưa? Rồi tiếp này, tia phân giác của góc B. Tia phân giác là tia chia góc thành hai phần bằng nhau. Em nhớ cái cho chuẩn. Đường tia phân giác. Đó. Tia phân giác này cắt AH và cắt vô thằng AC đối bộ. Và các bạn chú ý nhớ đánh dấu góc một hai góc bằng nhau nhé. Một hai đây tia phân giác này, ok chưa? Tia phân giác này cắt cái thằng AH là tại M, đây là điểm M, còn cắt cái thằng này tại điểm N. Ok chưa? Rồi qua H kẻ đường thẳng song song với BN. Các bạn nhìn thấy BN chưa? Ở cái đường này thì tô màu vàng nhé. Và qua H này em kẻ song song này. Đường song song. Rồi đường thẳng này cắt AC tại Y. Tức là cái đường này, hai đường màu đỏ này sẽ song song với nhau. Và điểm này là điểm Y nhé các em. Rồi mình là mình có song song là khả năng có ta led này đấy, ok chưa? Bây giờ bắt đầu câu A là chứng minh tam giác ABC đồng dạng với tam giác HBA. Cái này là mình quá quen thuộc, xét tam giác luôn, xét tam giác ABC và tam giác nào? HBA. Rồi, liệt kê hai góc này ha. ABC thì có góc BAC bằng góc BHA bằng bao nhiêu độ? 90, một cặp. Góc gì chung? Góc B là góc chung đúng không? Đủ hai cặp chưa? Rồi chốt tam giác ABC đồng dạng với tam giác HBA. Theo trường hợp gì? Góc góc. Vậy đủ chưa? Rồi quá tốt. Các bạn nhớ lại định lý Pythagore nhé, để chúng ta nắm được. Định lý Pythagore phát biểu như sau này. Đó là bình phương cạnh huyền thì bằng tổng bình phương hai cạnh góc vuông. Các bạn nhớ nhé. Để ông ta tính toán. Bây giờ tính toán chúng ta sẽ dùng. Bây giờ tính cạnh BC trước. Để tính được cạnh BC thì các em dùng cái gì để tính đây?
một trong những cách này. Em thấy một trong sáu cách này là chắc chắn chúng ta sẽ dùng gì rồi? Pitago, đúng không? Ta sẽ dùng Pitago để chúng ta tính. Rồi giờ dùng Pitago tính thôi. Bây giờ đầu tiên này. Pitago chỉ áp dụng cho tam giác vuông nên mình xét tam giác ABC vuông thể đâu? Vuông thể A. Chỉ áp dụng định lý Pitago thôi nha. Rồi, theo định lý Pitago. Rồi ta có công thức này. BC mũ 2 bằng gì các em? Bằng AB mũ 2 cộng AC mũ 2. Tức là BC trong tam giác này, ABC này các em, cạnh nào cạnh huyền? BC là cạnh huyền thì mình lắp công thức này. Rồi thay số vào, BC bình sẽ bằng 12 bình cộng 16 bình bằng nhiêu vậy? 12 bình cộng 16 bình bao nhiêu? Tính trong thành cách. 12 bình cộng 16 bình rồi bằng 400. Ok chưa? Vậy là bằng 400. Vậy là từ đó suy ra BC bằng bao nhiêu? BC bằng căn của bao nhiêu? Căn 400. Căn 400 bằng bao nhiêu? Bằng 20. Rồi xong. Bây giờ tính được một cạnh rồi, cái tiếp theo là tính AH. Vậy để tính AH nhá, vẫn là ứng dụng của tam giác đồng dạng nha anh em. Tam giác đồng dạng có mục tiêu chúng ta để tính toán. Bây giờ là tam giác đồng dạng này, chúng ta nhờ cái tam giác đồng dạng ở câu A đã chứng minh rồi. Vậy là tam giác ABC đồng dạng với tam giác nào? HBA theo trường hợp gì? Góc góc mà đã chứng minh trên chưa? Rồi suy ra tỷ lệ này. Bây giờ em suy ra một loạt luôn để lát cho mình cần này. AB bằng gì các em? HB bằng luôn gì? Bằng luôn AC phần gì? HA bằng luôn BC phần B gì? BA. Rồi thay số luôn để lát mình dùng. AB là bằng bao nhiêu? 12. HB là mình đang cần tính để nguyên. Rồi tiếp tục AC là bao nhiêu? 16. AH là mình đang cần tính để nguyên luôn. BC mình vừa tính bằng 20. Còn BA là bao nhiêu? BA là mình tính là mười mấy? 12. Rồi và bây giờ bắt đầu tính nữa này. Em chọn cái cặp cuối này bằng cặp đầu. Đấy, vậy là suy ra HB bằng này. HB bằng bao nhiêu? HB bằng lấy 12 nhân 12 chia cho bao nhiêu các em? Chia cho 20 rồi bấm máy dùng cái bao nhiêu? Bao nhiêu đây? Bấm máy thôi, lấy máy bấm. 12 nhân 12 rồi chia cho 20, kết quả bao nhiêu em? Rồi bấm số tương bằng 7,2, đơn vị là cm. Rồi cái thằng AH thì mình làm tương tự như vậy. AH là bằng đấy này, bằng thế này, hay này mình chọn cặp này này. Cái cặp bằng nhau này các em. Đây này. Đó. Vậy là AH là bằng 12 nhân 16 chia cho bao nhiêu? 12 nhân 16 chia cho bao nhiêu? 20 bằng. Rồi bấm đi. 12 nhân 16 rồi chia cho 20 bằng. Và kết quả là 9,6 đúng không? Đơn vị là cm. Đó. Vậy nhờ tam giác đồng dạng là mình suy ra được tỷ lệ, có tỷ lệ là mình tính toán được. Câu C nó bảo chứng minh tam giác AMN cân, bây giờ thì tô với tam giác này. Đó. Các bạn đoán thì nó cân thầy đâu? Cân thầy A đúng không? Vậy là bây giờ mình phải coi lại phương pháp chứng minh tam giác cân. Rồi coi lại phương pháp. Để xem tam giác cân có bao nhiêu cách này. Đấy. Mình tam giác cân. Này có chưa đây? Chứng minh tam giác cân có tổng cộng 3 cách. Cách thứ nhất, chứng minh hai tam giác có một góc à, có hai cạnh bằng nhau. Đây. Cách thứ hai, chứng minh tam giác có hai góc bằng nhau. Cách thứ ba, chứng minh tam giác có đường cao.
cao nha. Cái cách này mà các bạn ít xài nhưng mà nó hay sử dụng này, đồng thời là đường phân giác, đường trung tuyến, đường trung trực. Các bạn thấy không, là ba cách chúng mình ta có cần là chúng ta dự đoán thì cái này dùng cách nào, cái này dùng cách nào các em, góc bằng nhau, cạnh bằng nhau hay là cách thứ ba, góc bằng nhau. Ok, để chúng mình ra cái này cân này. Bây giờ thứ nhất là mình sẽ dùng chứng minh hai góc bằng nhau. Chứng minh một tam giác có hai góc kề một đáy bằng nhau. Bây giờ thầy sẽ chứng minh tam giác này, thì muốn chứng minh tam giác AMN cân. Đúng không? Thầy sẽ chứng minh góc nào và góc nào? N1 bằng góc gì đây? M1. Vậy để chứng minh hai góc bằng nhau, em nhớ thầy một chiêu mà chúng ta hay sử dụng đây này. Quay lại chứng minh hai góc bằng nhau này. Thứ nhất, sử dụng tính chất của hai gì đây, hai tam giác bằng nhau, hai góc xoay trong đồng vị của hai đường thẳng song, tam giác cân, tứ giác đặc biệt, tính chất đường phân giác, đi cầu và góc phụ nhau. Có nhìn góc phụ nhau chưa? Đó, cái góc là hai góc phụ nhau này cùng phụ này. Đây mình nhớ lại, góc A phụ góc gì? B. Góc B này phụ góc nào? Phụ góc C. Thì suy ra điều gì? Góc A bằng góc nào? Bằng góc gì? Góc C. Đấy gọi là kỹ thuật hai góc phụ nhau. Bây giờ em nhìn đi. Đấy, để chứng minh thằng này bây giờ mình sẽ xài chiêu đi cầu trước. Nhìn đi cầu không? Các bạn thấy này, M1 với M2 là hai góc gì? Đối đỉnh đúng không? Hai góc đối đỉnh hiển nhiên nó bằng gì? Bằng nhau. Vậy là chúng ta thấy này, N1 bằng với góc gì? M gì? M2. M2 nó này bằng M gì? M1. Vậy là M2 bằng M1 là hai góc DD. Và bây giờ tôi chỉ cần chỉ ra, vậy em thấy này, trong cái vai trò của góc M2 này chính là cầu, cầu nối. Đây gọi là kỹ thuật đi cầu. Thấy chưa? Thằng này đóng vai trò là gì đây? Cầu nối. Vậy là mình đã đi cầu mấy lần rồi? Đi cầu một lần. Đi cầu qua góc nào? Qua góc M gì? M2. Vậy là M2 đóng vai trò là trung gian. Ok chưa? Bây giờ tiếp tục. Bây giờ để N1 bằng M2 thì bằng cách nào? Đấy, bây giờ mình sẽ tiếp tục chiêu phụ nhau. Bây giờ các bạn thấy này, N1 phụ góc nào? Đây. N1 phụ góc nào các em? N1 phụ anh nào đây? Xem hình đi. N1 phụ nào? N1 thì phụ B mấy? B2. Mà B2 thì bằng B mấy? B1. Rồi anh B1 này này nằng nhằng với anh nào? B1 này phụ với M gì? Phụ với M gì? M2. Có phải nó bằng nhau chưa? Thấy không? Đúng không? N1 nhá là phụ với gì các em? Phụ với B2. Mà B1 này phụ với B gì? B1 này bằng B2 đúng không? Tức là N1 sẽ phụ với cái gì? B1. Mà B1 này phụ với thằng nào? M2. Có phải qua tiếp này nó sẽ bằng nhau không? Ok chưa? Rồi bây giờ trình bày. Trình bày như sau. Bây giờ trình bày. Ở dưới này các em có thể ghi trình bày thứ nhất. Chúng ta ghi ngắn gọn thôi. Để chúng ta khỏi cái này. Cách mà để chúng ta trực tiếp nha. Bằng thằng này, bây giờ ta có như sau. Cái này ta có này. Ta có N1 phụ thằng nào? Phụ góc nào các em? B gì? B2. Mà B1 bằng B gì? B2. Lý do BN là đường gì đây? Đường phân giác. Rồi từ đấy suy ra cái góc N1 sẽ phụ góc nào? Phụ B1. Có đúng phụ B1 chưa? Rồi yếu tố đầu tiên chưa? Mà B1 này phụ góc nào? Mà B1 phụ góc nào?
Vô góc M gì? M2, có đúng M2 chưa? Vậy theo tính chất cầu, ta suy ra điều gì? Góc N1 bằng góc M mấy? M2. Đấy, tiếp. Mà M2 này bằng góc nào? M1, lý do? Đối đỉnh, đúng không? Vậy từ đây suy ra điều gì? N1 bằng góc M gì? M1. Vậy là xét tam giác được chưa? Xét tam giác A MN có góc N1 bằng góc M1. Ngoài này em thấy điều này này, tam giác mà có hai góc bằng nhau thì tam giác gì đây? Tam giác AMN gì đây? Cần phải phải ghi chi tiết như vậy. Thấy chưa? Hết. Để chứng minh AM nhân với AB bằng MH nhân BC. Bây giờ đây là dạng chứng minh đẳng thức nhé. Dạng chứng minh đẳng thức này, cách 2. Giờ mình phải dùng cách 2, không phải dùng cách 1 nữa. Là đi cầu. Chúng ta đi cầu. Đi cầu này, đi cầu nhờ tính chất đường phân giác. Rồi nhờ định nhờ này em này nghe, nhờ kỹ thuật sau, nhờ nhá, tính chất đường duyên giác, nhờ định lý Thales, nhờ tam giác đồng dạng. Rồi nhờ đổi đổi đoạn thẳng. Đấy, kỹ thuật đổi đoạn thẳng nha. Tức là mình sẽ đi cầu cách hai này, nhờ cái này. Bây giờ để làm được game này, các em phải viết sơ đồ, các em phải tập viết sơ đồ. Tức là tôi mong muốn điều này đúng không, tôi mong muốn cái này, bây giờ tôi cần cái gì này, bây giờ viết sơ đồ ngược lại. Bây giờ AM phần, em nhìn nhá, phần M gì? MH bằng AB, à bằng bằng BC, phần gì đây? Phần AB. À, các em đọc tam giác đồng dạng này, các em đọc không được nữa, cái cách này nó vô dụng rồi. Bây giờ em đọc thử tam giác đồng dạng, có thể xem này, em đọc thử này. AMBC 4 điểm rồi, còn MHAB cũng 4 điểm luôn. Rồi đọc từ trên xuống dưới này, đọc thử này. AMH thì nó thẳng hàng, nó không ra tam giác được. Vậy cái cách dùng tam giác đồng dạng nó vô dụng rồi đấy. Bây giờ mình chiến thuật đi cầu. Đây là mình sẽ đi cầu. Đi cầu. Bây giờ em dự đoán này, em thấy này, AM trên MH thì nó bằng tỷ số nào biết không? Đây, mình nhìn vô mình phát hiện là cái thằng MB là đường phân giác, thì có đường phân giác là có tính chất rồi. AM trên MH sẽ bằng gì các em? Bằng AB trên gì đây? BH. Vậy thì thằng này đóng vai trò là gì? Cầu. Vậy bây giờ ta chỉ cần AB trên gì các em? BH bằng gì thôi? BC trên A gì? AB. Vậy à, ở đây do tính chất này, do tam giác ABH có BM là đường phân gì? Đường phân giác. Ok chưa? Còn cái thằng này là bắt đầu dùng tỷ số này này, nhìn nhá. Để chứng minh tỷ số này mình đọc tam giác đồng dạng thử. Giống như cách lúc nãy kỹ thuật tam giác đồng dạng, đọc thử đi. AB gì? Đọc từ trái qua phải nhé, tam giác từ trái qua phải này, ABC đồng dạng với tam giác nào? Đọc qua đây, BH A, vậy là được không, đúng không? Vậy là đồng dạng với HBA, còn đúng không, HBA. Và theo trường hợp góc góc mình đã chứng minh chưa, vậy chứng minh chưa, rồi chứng minh trên đúng không? Vậy là đã chứng minh rồi, vậy là xong đó. Vậy là sau khi chứng minh được rồi thì mình trình bày thôi. Vậy là ở đây chúng ta chứng minh đẳng thức theo kỹ thuật đi cầu. Đấy, đi cầu nhờ tính chất đường phân giác đấy nha. Mình sử dụng kỹ thuật đi cầu này nhờ tính chất đường phân giác.